cơ vận đang chuyển hướng rất là tốt. Hiện giờ Hạ Viện đã lấy lợi đuổi bà Mặt Khỉ ra khỏi Nhà Trắng, đúng không? Rồi ông Trump sẽ từ từ trở lại, mà ông trở lại lên làm tổng thống năm 2024 hay không thì lúc đó mình không biết nha. Nhưng mà cách đây bao nhiêu 2 năm về trước, khi ông nhang lá phiếu kiệt khấn cho ông 10 tuổi để ông quay lại, thì cái đó là bây giờ là trúng rồi đó. Tại vì nó chỉ có hai thứ thôi, trắng hay đen, chánh nghĩa hay là tà thần. Còn về mặt đời thì cứ nói là dân chủ cộng hòa, thể chế cộng sản hay thể chế nữ thần tự do, nó không phải như vậy. Giữa tà với chánh, ở trong nước Mỹ này tà nhiều lắm. Tại sao Mỹ tại sao là cái phe dân chủ rõ ràng là làm cái nước Mỹ này bị khủng hoảng kinh tế, và ông Biden là rất là không có tài mà là tay dẫn bầu, là vì Mỹ đen với Mỹ nó xanh nhiều quá, cái số phiếu nó nhiều, nó làm mình phải tính vậy. Nhưng mà cái gốc gác của cái chỗ này á, là giữa da trắng da đen có cái hiềm thức kỳ thị, mà muốn làm sạch cái đầm lầy này á, nó sẽ sắp sửa đi vào một cái kết cuộc. Kết cuộc đó là hai người phụ nữ sẽ bị hạch tội. Thì bây giờ từ từ nó chưa thấy, bây giờ bữa nay mình chưa thấy phải không? Mà năm ngoái là Kiệt đã nói là có đó, có phụ nữ hạch tội. Bây giờ mình giả sử nha, bác Bảy Đần của mình té cầu thang lần nữa thì sao? Đúng không? Hoặc là cái laptop lật ra tùm lum trong đó rồi ổng mà hố lộ, có phải giống như Watergate không? Thì người nào sẽ lên làm tổng thống? Mình đã từng nói ổng nửa đường gãy gánh mà. Có ai coi cười kỹ lên đi. Thì thí dụ cái bà camera là bà Ấn Độ này mới lên làm tổng thống, nghĩ mấy thằng Mỹ nó phục không? Mỹ đen phục không? À, cả Mỹ đen Mỹ trắng lúc đó phải sánh vai nhau, cả quân đội nữa lật đổ, thì lúc đó nước Mỹ mới gọi là đoàn kết trở lại. Thì đó là cái cục diện cuối cùng. Mà hôm nay mình chỉ nói vậy thôi, cơ trời còn 20% chừa lại nhé. Nhưng mà mọi thứ ở trên đã tính từ màn từ lớp, cũng giống như mình đóng một vở tuồng, tới màn nào ai ra màn trước màn sau để cho nhân loại sau này học hỏi. Chủ yếu vẫn là da đen da trắng nước Mỹ này phải đoàn kết. Đó là cha không có muốn nước Mỹ bị chia làm đôi là vậy đó. Thì ông Trump bước xuống rồi từ từ, chứ không phải bây giờ cứ nhắm mắt nhắm mũi tôi biết tôi bầu cho cái ông này lên, ông làm cho quốc gia bại hoại cũng vẫn bầu. Nó không phải vậy nữa. Mà nước Mỹ là do Thượng Đế đặt ra. Có một cái thằng đàn anh nó giàu có, nó hùng mạnh, thì lúc đó đó nó mới lo được cho mấy cái đàn em trên thế giới. Còn nước Mỹ mà nghèo là cái thế giới này cứ không ai nghe lời ai hết, cứ hâm qua hù lại, chiến đấu nhau. Đó là cái những cái màn kế tiếp mình sẽ coi. Còn hôm nay Kiệt nói trúng được cái phần vui rồi đó. Từng rồi mình nói mà ăn chuyện mừng thì nói chuyện mừng là mình nói là vậy. Bữa nay ông Trump lên là 49% người dân Mỹ ủng hộ ông làm tổng thống trở lại. Rồi cái vụ mà điều tra cái laptop thì là bây giờ đã lên bàn rồi, tại Hạ Viện đã nắm cộng hòa rồi, lên. Và cái màn cuối cùng vẫn là người phụ nữ da đen lên làm tổng thống, rồi sau đó tất cả người Mỹ mới đoàn kết lại, quân đội mới đoàn kết lại. Quân đội đâu có phục đâu. Đó là cơ trời đi hàng nghìn năm. Bây giờ mình đó là